Hello cả nhà, hôm nay live đột xuất buổi trưa nha. You done with this? Dạ, hôm nay là mình cần live đột xuất buổi trưa tại vì có cô khách này đợi em một tháng rồi, năn nỉ quá để làm. Bây giờ đang sẽ làm 3D design. Thì người khách này là người khách đặc biệt lắm, không bao giờ cho Ngân live làm từ đầu hết á. Tại chị nói là chị không bao giờ muốn ai thấy cái tay của chị lúc chưa đẹp. Hai Quyên Lưu, hôm nay thứ bảy Quyên Lưu có khách không? Để em share cái video này ra cái nhé. Em sẽ làm cái 3D design. Và cái này làm theo kiểu bông mai thì cũng rất là đẹp. Rồi đợi em tí xíu, mấy anh chị nhớ share video này ra giúp cho em với nha. Em sẽ share qua bên đây để coi có bạn nào buổi trưa vô coi chung với em không. Hôm nay mình ngồi làm bông nhỏ, một vườn bông luôn, chuẩn bị Tết rồi. Em không biết mọi người chuẩn bị Tết chưa? Mua bông mai này kia, mà hôm nay em chưa làm bông mai tại cô khách này cô muốn màu hồng á. Cho nên làm bông hồng. Làm bông màu hồng chứ không phải bông hồng. Làm bông màu hồng mà kiểu bông mai. Rồi. Xong rồi, bây giờ bắt đầu vô nha, không để cho mọi người đợi lâu đâu. Ai có câu hỏi gì đặt cho em đi nha. Em vừa làm, em vừa câu vừa trả lời. Hôm nay người mẫu không có đọc, tiếng Việt cho em được. Hai chị Trang Lê. Rồi, mọi người thấy cái màu hồng của mình làm không? Cái này một tí xíu nữa, em bỏ top coat lên nó sẽ đẹp lắm. Ở đây em có cái liquid, liquid em đã mix rồi là 50-50. 50% liquid, 50% acetone để cho nó khô để mình làm bông 3D á. Rồi thì cái ngón này thì em sẽ đi theo kiểu bông lớn ở giữa. Nó lớn vậy thôi chứ không có lớn lắm đâu. Cái cánh của nó mình cũng làm nhỏ xíu à. Hôm nay là làm bông nhí luôn á. Cái này hồi bữa mấy chị mà qua học cái lớp last vừa rồi á là sẵn ở đây luôn, cho nên em cũng chia sẻ cái cách làm mấy cái cách làm bông này với mấy chị. Thì nếu mà mai mốt mà mấy anh chị nào qua học mấy cái lớp ở bên đây á, lớp last hay lớp Michael Bladen này kia thì sẵn có đây, thì ai muốn học thì nói em ra em làm cái chia sẻ cái này tại chỗ luôn cho mọi người dễ học. Cái bông này thì nó dễ lắm. Này nó cũng ra thành hình trái tim nữa. Cái bông này là bông trái tim. Rồi, mỗi lần mà lấy bột hay lấy liquid đó, lấy một chút à. Rồi, mình cắt ra khoảng làm cái cánh kế tiếp. Để cái cọ ngược lại. Trời ơi, nhớ nghề quá, giờ đi làm lại mừng dễ sợ luôn á. Mu chính giữa em ơi. Dạ mọi người thấy chưa? Mấy anh chị thấy chưa? Thấy rõ chưa chị Trang? Hôm nay em không có người mẫu phụ em. Người mẫu của em giờ này là chơi phone rồi. Đó chứ người mẫu của em hôm nay không có đọc tiếng Việt được. Mà rất là nice, mỗi lần em like là xin ngồi xin nín thinh nè. Làm kiểu này là mình phải tỉ mỉ lắm. Hai chị Thảo, mờ quá hả chị? Ủa sao kỳ vậy ta? Bên em thấy rõ lắm mà. Trong đó thấy mờ hả? Chắc tại cái ánh sáng mình không đủ hay sao. Em kéo lại cho tí xíu. Mấy chị thấy rõ hơn chưa? Tại sao vẫn còn mờ vậy? Em zoom lại thêm nữa được không? Bấm focus. Hôm nay cái wifi của mình bị gì mà nó hơi mờ thì phải.
không có mai thì làm đào hả chị? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, sao không thông minh thế nào vậy ta? Thank you chị nha. Trời, nói hoa đào mới nhớ tuần sau là Tết rồi. Mấy anh chị chuẩn bị đồ, chuẩn bị bông hoa gì trong nhà mình chưa? Giờ đi chợ em thấy bông quá trời, bông nhìn thấy ham quá. Cái bông này là tỉ mỉ lắm nè. Chưa nay mà mấy anh chị ngồi đây coi cho em hết cái chậu bông này là coi như mấy anh chị làm được luôn á, nhớ hết cái cách làm được luôn á, không cần phải tập cũng làm được nữa. Nói chứ đi làm mà nhiều khi làm mấy cái tỉ mỉ gì em cũng thích nữa, nó vui, nó relax lắm. Mình để lên mà mình thấy nó hơi ướt quá đó, mình chùi cái cỏ bớt cho nó khô bớt nha. Tại vì nếu mà nó ướt quá thì mình nhấn nó xuống không được. Mỗi một lần mà mình lấy bột á, mình lấy ít 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 trên đầu cọ thôi, mình đừng có lấy một lần nhiều. Thì mình sẽ canh, mỗi lần mình lấy thêm ít 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 á, thì mình sẽ canh được cái cánh hoa nó đều nha. Đó, ra cái bông chưa? Tại chị mê giọng nói của em. Trời ơi, thank you chị. À, rồi ở đây em sẽ có mấy cái hạt silver nhỏ 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 nè. Để hồi nữa hồi tí xíu nữa thì mình làm trong cái nhụy một lần lượt luôn cho nó dễ nha. Rồi bây giờ mình qua kế tiếp. Cái này lấy mỗi một lần cục bột nó nhỏ xíu thôi nè. Đó. Thấy nó còn ướt đúng không? Còn ướt thôi bỏ nó đó đi. Mình qua mình lấy cục bột khác đi, để cho nó cũng tiết kiệm thời gian của mình. Rồi bắt đầu em đè đây xuống. Thấy nó ướt vậy chứ nó khô nhanh lắm, mình đè không kịp là nó khô. Rồi em qua cái kế tiếp. Để cây cọ ngược lại, mình để xuống mà mình thấy nó còn nước, nó chưa có ra cánh đó là mình phải chùi cái cọ bớt đi, cho cái liquid nó ra bớt, nó khô cái cánh nó ra nó dễ hơn. Hai anh Thanh Lê chưa nó vào coi ủng hộ. Rồi bây giờ em sẽ để lên trên tiếp tục nhỏ nhỏ thôi. Cái cánh này nhỏ 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 giống như là ăn hạt dưa vậy đó, nó li ti li ti li ti. Giờ Tết rồi cho nên mình nói gì cũng có liên quan tới Tết nha, phải có liên quan tới mai, rồi mai đào, rồi mứt, hạt dưa, bánh kẹo này kia đó cho nó vui. Rồi mấy anh chị thấy mỗi lần mình đi một tí xíu thôi nha. Cái này mà lúc trong tiệm mình thời gian rảnh á, mấy chị ngồi mấy chị tập đi cho nó quen tay, thì tới lúc mà mình làm thì mình làm nhanh lắm. Mình nhớ nha, em thấy mấy chị tập mình hay giống như mình tập trên cái thiếp giả đó, mình hay xoay cái thiếp không à. Nhưng mà mình ráng tập làm sao mình xoay cây cọ, đừng mình đừng xoay thiếp. Tại vì mình xoay thiếp rồi tới khi mình làm trên khách thiệt á, mình đâu xoay bàn tay người ta được nhiều quá đâu. Xoay một hồi nó quẹo ngón tay đền chết. Cho nên gắng tập làm sao mình chỉ xoay cây cọ thôi. Để cây cọ ngược lại, mình xoay cây cọ. Rồi mấy anh chị thấy rõ không? Rồi lên đây mình sẽ thêm một cánh nhỏ xíu nữa thôi. Nếu mà mình lấy liquid nhiều quá mà thấy nó hơi ướt á, mình chùi cái cọ bớt thì khi đó mình để lên thì cái cánh nó sẽ khô đỡ hơn. Rồi tới đây là được rồi. Bây giờ mình đi xuống bên dưới nha. Cái bàn tay này của khách là quá nữ tính luôn.
Rồi. Và cái cánh này nè, cái cánh này là cái cánh quan trọng lắm. Mình đừng có để cho nó tràn ra khỏi ngoài cái shape móng của mình. Giữ nó bên trong để cho cái shape móng của mình nó nằm mà nó đẹp á. Nếu mà để nó ra ngoài thì nó sẽ bị mất cái shape đi. Mấy anh chị để nha, cái phần nhọn mà mình kéo vô á, thí dụ như em bỏ cái cục này lên đây rồi nè, em để nó tròn đúng không, cái em kéo lấy cái đầu, lấy cái đầu cọ kéo vô cho nó nhọn vô bên trong tí, cái đầu, cái đỉnh cọ đó mình để bên trong phần nhọn mình đè xuống, thì một tí xíu cái phần thân cọ nó sẽ làm cho cái bông nó dẹp ra. Mỗi lần mình lấy tí xíu vậy thôi nè. Rồi để lên cho nó tròn rồi kéo nó vào bên trong tí xíu. Quay ngược co lại đè nó xuống. Quay ngược co lại đè xuống vậy là xong. Nó ra cái cánh liền. Cái bông này là cái bông cơ bản dễ làm nhất trong cái bông 3D. Nhớ là mình thấy nó ướt rồi mình phải chùi cái cọ của mình cho nó khô nhé. Để em thôi nó khó ra cái cánh lắm. Đó. Kéo cái nhọn vào bên trong. Chùi cọ cho khô rồi mới bắt đầu mình đè cái cánh xuống. Rồi cái cánh này thì em sẽ làm lớn hơn tí xíu. Rồi một cánh nhỏ dưới đây, mình có thể mình điều chỉnh cục bột nó lớn nhỏ tí xíu, làm cho nó giống như nó gom về từ 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 á. Tại cái bông này lấy cái bột nó nhỏ lắm, cho nên mỗi lần lấy mình lấy trên cái đỉnh cọ vậy thôi nè. Hello. Ngày thứ bảy chắc mọi người đi làm hết rồi, thấy ai cũng im lặng hết. Mấy anh chị đang tập trung dũa phải không? Chị Trang có đang tập trung dũa không? Chị Trang Lê. Cái này thấy thì nó kỳ công nhưng mà thấy cũng nhanh phải không mấy chị? Một cái ngón mà mình làm như vậy á, mình ăn khách là khoảng 15 đồng, 12 đồng, 15 đồng cũng được. Mà tương đối thì nó cũng cao giá đúng không? Rồi em tí xíu em gắn cái hộp, mấy cái hộp bi nhỏ nhỏ vô thì cái bông nó sẽ rất là nổi. Hai chị Anh Đào. Rồi qua cái tay bên đây. It's too girly. Rồi cái tá bông bên đây thì em sẽ làm cái bông lớn nằm ngay chỗ này. Bên đây nếu mà mình làm được theo cái hình cái trái tim để cho hai ngón gộp là hình trái tim được thì good nhé. Tại vì Valentine á. Làm chứ đâu. Là sao chị? Em đâu không hiểu. Chị vừa làm vừa coi like quá hả? Hai chị Mimi Phan. Wow, hôm nay thứ bảy mà cũng nhiều chị vào quá hả? Nay bên chị chắc trời lạnh lắm hả chị? Làm boss không cần làm, trời ơi sướng nha.
Sướng quá nha, làm boss ngồi coi live suốt ngày. Nó hơi buồn, sao thiếu nhạc thì phải. Em mê nhạc lắm, bởi vậy nghe mà không có hơi thiếu thiếu cái gì đó. Đi từ 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 từ, nhỏ nhỏ nhí 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 vậy đó, giống như là ăn hột dưa. Tiếc quá trời, chị không đi làm 2 ngày rồi, wow. Ở xứ lạnh sợ lắm chị ơi. Sáng ra mà thấy tuyết đầy là coi như ngán rồi đó. Phải xúc tuyết rồi đi làm là thấy ngán lắm rồi. Về Florida ở đi chị, không có tuyết nè. Về Florida ở là thoải mái lắm. Trời, khí hậu mát mẻ, trái cây quanh năm. Về ở gần em khỏi mất công cô like. Ra đây em làm tay cho chị hàng tuần. Rồi cái này mình lên cái cánh thứ hai. Thì lên cái cánh thứ hai á, mình sẽ để nó xen kẽ giữa mấy cái cánh ở bên dưới. Và cái lớp cánh thứ hai thì mình phải đợi bột nó hơi khô tí xíu mình mới đào nó xuống, chứ thôi nó dẹp lép xuống là mình không có thấy, không có phân biệt được cánh thứ nhất và cánh thứ hai. Rồi. Đợi này tí xíu em sẽ gắn cái hộp vô. Em nói thiệt mà sao cười. Về bên đây là em làm tay cho chị quanh năm luôn. Nó chị thấy không, em phải chở cái tay ngược lại. Tuy là nó không có thuận cái tay mình đâu, nó hơi ngược chiều một chút, nhưng mà bắt buộc mình phải làm vậy để mình không có xoay cái tay người ta được á. Mình đi từ 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 nè. Em zoom in chút xíu, không có rõ lắm hả chị? Rồi mọi người thấy rõ hơn chưa? Chị thấy rõ hơn chưa? Thấy rõ hơn nói giùm em nhé. Bây giờ sướng cái là thời đại này làm khách cũng sướng lắm. Cứ tới mà họ có cái phone đó, họ ngồi họ coi phone suốt, họ không có coi mình làm. Nó cũng đỡ. Chứ hồi xưa lúc mà em mới ra nghề làm, trời ơi, đã mới ra nghề run rồi. Khách ngồi cứ coi mình làm hoài à. Có tivi không chịu coi đâu. Ngồi cứ nhìn mình làm hoài run gần chết. Bây giờ đỡ hơn rồi. Bởi vậy Facebook có lợi lắm chứ bộ. Mấy chị có thấy là nó ra được phần nửa trái tim này chưa? Bây giờ mình đi tìm phần nửa còn lại nhé. Chị Trang coi, em thấy chị coi video hoài mà em chưa thấy chị Trang gửi hình cho em coi nha.
đừng nói nó làm chủ không cần làm nữa đi nhá. Mình đi vô từ 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 từ. Cái mẫu này mấy anh chị đừng hỏi tại sao em làm lâu nhé. Tỉ mỉ vậy hồi em ăn tiền đẹp lắm á. Lại cái này mà mình làm quen mình làm cũng nhanh lắm, không có lâu đâu. Em phải làm từ từ, em nói chuyện với mấy anh chị nữa. Mình quay cọ lại mình đè ngược cái là nó ra cái cánh nè. Cái bông này rất là dễ làm. Rồi mình được phân nửa trái tim rồi đó. Có ai nói chuyện gì với em không cho đỡ buồn? Hai chị Minh, trời ơi, gặp có người vào nói chuyện mừng quá. Khỏe không chị? À, live giờ này sao em? Dạ chị, hôm nay cái cô khách này của em, cô đợi em 1 tháng rồi chị. Cô nương nỉ quá, với lại cũng nhớ nghe quá. Em giờ nằm ở nhà nhớ làm nail dễ sợ, em không biết mấy anh chị có mình có đi vacation hay gì mà mình nghỉ một thời gian mình có nhớ nghề giống vậy không, em nhớ quá trời luôn. Ok, Tanada, look at it, it's half of the heart. Now we're gonna look for another half on the other side. À, đây là cái móng của cô khách, mình xong một bên tay rồi. Mấy anh chị thấy nữ tính không? Cái này là phân nửa trái tim mình nhìn ra không? Tí xíu nữa em làm phân nửa bên kia nữa. Thì khi để hai ngón tay lại là thành ra hình trái tim cho Valentine. nhìn mẫu design có duyên da đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị. Em phải giữ sức khỏe. Dạ chị, em cũng cố gắng giữ sức khỏe. Rồi, bây giờ qua bên đây thì mình sẽ làm từ đầu này đi lên đi. Hay là từ trên đi xuống. Thôi em làm cái phần nửa trái tim còn lại trước đi. Can I borrow the other finger? Rồi mình đo nhé. Để hồi đó người ta để mình đo để hồi người ta để hai ngón lại nó sẽ ra hình trái tim. Thì nó sẽ bắt đầu xuống cuối cùng của nó là ở đây. Em phải làm cái cánh cuối cùng trước để cho em biết là hồi em không có đi dư. Để hồi đi xuống dư xuống khúc cái trái tim nó dài thòn nữa. Rồi, cái này mình make sure là nó không có ra khỏi cái tay cái shape của mình. Để cho cái shape nó đẹp. Rồi cái bông nó sẽ nằm ngay góc này. Ok, we good. Thấy không, em bữa trưa em lên đây làm thì có chị Minh có mấy chị vô chơi với em. Chiều nay bên tiệm chị đông khách không? Nãy giờ mấy anh chị tính được cái mẫu design của mình bao nhiêu tiền chưa? Hai cái ngón bên kia không á là đã 20 đồng rồi. 20, 25 đồng. Nếu mà khách quen thì mình tính 20 thôi. Giờ này em tính giá khách rẻ lắm. Tại mấy người này dễ thương lắm, người ta tới cho em làm like nữa.
cái khách mà trong tiệm mà ngồi để làm, nhiều người người ta đâu cho làm live đâu, nó là lấy giá đẹp luôn á. Cái bộ này design không là đã cả năm chục, hơn năm năm chục hơn rồi. Mình khỏe không, mình làm bốn cái design hơn 50 đồng, khỏe hơn là mình làm cái hai cái full set thường. Full set thường nhiều khi có 20, 25 mà còn sơn đồ này kia tùm lum hết. Mới xong khách ăn chưa? Dạ chị, bữa nay cuối tuần chắc ai cũng bận hết nên trưa giờ này là mọi người cày rồi, chỉ có em là em rảnh thôi à. Ủa nói chứ em cũng đâu rảnh đâu, em cũng đang cày mà. Đó, mình để lên mình thấy nó còn ướt nè, chùi cái cỏ cho khô rồi mới đè cái cánh xuống. Mỗi lần lấy bột lấy tí xíu ấy nè, thấy nó nhỏ lấy thêm tí nữa. Rồi bởi vì không ai vô coi live em được hả? Dạ cũng được một trăm mấy chục anh chị đó, nhưng mà sao ai lên tiếng gì với em hết vậy? Mọi người nói chuyện tí đi cho em vui, có tinh thần làm đi. Chắc ai cũng đang mắc dũa hả? Dũa cho nó không ai có, không ai bấm bàn phím được. Đừng có vừa coi la vừa làm khách nha. Vì chủ la đừng có đơn thừa em nha. Dạ đúng rồi chị, em biết hôm nay là ít người xem, mọi người làm khách hết rồi, mọi người có khách là vui rồi. Mình xem lại sao cũng được. Hay chị đang ở đâu hả? Ngân đang ở Florida, Tampa, Florida. Rồi, mình để lên, mình đi nhẹ nhẹ từ từ nhé. Thật sự cái bông này làm cũng không có lâu, mình để lên nè. Kéo vào. Xong chùi cỏ cho khô, quay cỏ ngược lại. Để nó ra. Rồi, bên đây cũng vậy. Đầu tiếp. Kéo vào. Chùi cỏ cho khô. Để ngay chính giữa, cái tâm ngay chính giữa. Đè cái cánh xuống. Cái này có thể trên live với nhiều khi mấy anh chị làm trong, mình rảnh mình tự tập á. Mình tập không được thì chụp hình gửi cho em. Tại bữa bên đây có mấy chị học lash á. Xong cái em cũng mấy chị có thời gian sau lớp mà xong rồi á, thì em chia sẻ mấy cái cách làm này, thì mấy chị học có mấy phút là làm được hết à. Ủa sơn vỏ chị ở chị ở Mỹ sơn vỏ cho nên giờ này chưa ngủ đâu. Giờ này mà ngủ là ngủ trưa. Chưa ngủ mà ngủ trưa. Ở Việt Nam là giờ này khuya lắm rồi. Giờ mình đi xuống từ từ nè. Tới lúc này là mình đi cái đường cong bên ngoài của trái tim nè. Mình lấy liquid ở cái đầu cỏ thôi, lấy bột từ 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 từng cục nhỏ 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 nhỏ,
cục này hơi lớn, chùi ra liền. Đó, cái này bữa có một chị hỏi em á, là nếu mà lấy cái bột mà nó không đều, cục lớn cục nhỏ thì sao? Lúc mình để lên mà mình thấy nó hơi lớn á, là mình chùi nó ra liền, để cho nó đừng có bị lớn nhỏ không đều. Với lại nếu mà mình lấy cục mà lỡ lớn quá thì mình đừng có đè nó nhiều quá, đè nhiều thì nó sẽ bị bè, mình đè nó ít thôi. Khi mà mình làm hai cái đầu của nó rồi thì mình đi cái đường viền này thôi, nó không có bị giới hạn qua, nó không có bị quá cái giới hạn chứ, nó có cái limit cho mình. Thế đây là xong, mình phải cong vô. Rồi bên đây thì mình đi cái hộp nhỏ thôi nhé. Rồi mấy chỗ này mình đi nhỏ nhỏ từ từ, chùi cỏ cho khô rồi hả, để cái bông xuống. Lấy liquid ở đầu cỏ, lấy bột cục nhỏ thôi. Đi cặp kế bên. Hai chị Thư Nguyễn. Rồi. Lấy nhỏ nhỏ ở cái đỉnh đầu cỏ. Rồi như vậy là được rồi. Rồi cho xin cái ngón tay. Mọi người thấy ra hình trái tim chưa? It's the pink heart. Dạ đây là trái tim nè, Valentine. Rồi xong cái ngón đó rồi, bây giờ qua cái ngón út. Cô khách này rất là thích hột xoàn và rất là thích bông 3D. Chồng cô thích chứ, chồng cô thích mấy cái bông 3D, cho nên lần nào tới cũng bắt ngân vẽ 3D, mỗi lần mỗi kiểu khác nhau. Rồi cái ngón này thì mình sẽ làm ở trên, nó tương đối là nó nhỏ cho nên mình sẽ làm ở trên đi xuống đi. Show your husband that heart. Yeah. Thank you, chị Minh. Rồi. Từ từ mình để lên thấy nó ướt cái mình chùi cỏ cho khô. Lúc mình chùi cỏ thì cũng là cái thời gian mà mình đợi cho cái bông nó khô bớt á. Đây. Cái cánh nó hơi bị to rồi. Mình đè xuống nè, ngược tay lại. Cái này lúc mà em tập á, em tập trên mấy cái cây cọ của mình đó, mấy cây cọ đắp bột á, lấy ra tập trên đó nó ra thành cái kiểu cho cây cọ luôn. Trên đỉnh cọ thôi, để vào đây chùi cọ cho khô. Lúc nào cũng chưa gọi cho khô xong, để nó lên. Để nó ra vậy. Rồi mình lên lớp thứ hai trên. Hello, hello everyone. Cái màu hồng này á là cái màu hồng mà em phải mix hai màu lại với nhau. Tại vì nếu mà em xài cái màu hồng giống như là những cái ngón bột này, ố, nó đi,
Nếu mà em xài màu hồng giống như ngón này thì nó sẽ trông rất là lợt, tại vì cái cánh hoa của mình làm mỏng lắm. Cho nên em phải mix với một màu hồng đậm hơn chút. Thì khi mà như vậy thì cái bông của mình nó mới đủ đậm để nó show lên. Mà mình phải mix làm sao cho cái tông màu nó tương đối, nó hơi giống nhau. Nó chỉ đậm hơn tí để đủ nó show thôi. Đừng có để đậm quá thì nó cũng không có đẹp, giống như nó bị nhiều quá đó. Mỗi lần lấy em lấy một tí xíu đi thôi nè, nhỏ thiệt nhỏ. Rồi bây giờ làm mấy cái cánh rải rác xuống, kéo nhẹ lên. Rồi để đầu cọ ngược đè xuống. Chùi khô cọ, để nó lên một tròn, để chùi khô cọ rồi kéo cho nó ra hơi nhọn tí xíu. Quay gọt cọ ngược lại đè nó xuống. Nhớ là mình thấy nó ướt là mình phải chùi cọ khô, mình đè nó ra mới nhanh nhé. Nếu mình để lên nhiều khi mình giống như ai mới á, mình run quá, mình cứ để đó mình không chùi cọ khô, mình cứ đè hoài thì cái bông nó sẽ bị dẹp ra, nó không có đẹp. Mình đi rải rác xuống từ từ. Cái bộ này thì nó chỉ kỳ công mình lại cái chỗ mình làm mấy cánh hoa nhỏ 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 thôi. Cánh hoa bự thì mình thấy nhiều lắm rồi. Rất là nhiều anh chị làm hoa lớn cho nên mình làm hoa nhỏ tí xíu. Kéo cho nó có cái đỉnh nhọn lên nè. Xong chùi cọ cho khô nè. Để ngược cái cọ lại đè xuống. Đây cũng vậy. Tí xíu rồi, cánh nhỏ xíu 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 luôn á. Để ngược cái cọ lại đè xuống. Rồi chỗ này mình muốn thêm cái cánh nữa thì mình thêm cái cánh nhỏ bên hông. Chị ở cũng quay nhiều khách, họ không biết truy đi là gì, hoặc có thể họ không muốn trả nhiều tiền nên rất ít người làm, không có đất dụng giỏ hả chị. Mình nếu mà khi nào mà mấy mùa đông quá chị, mình có thời gian á, cái mình làm free cho họ. Thay vì chị giảm discount cho họ, mình free cái design cho họ. Và bữa có một chị Jenny cũng ở bên Canada đó chị, điện qua em cũng tâm sự với em lâu lắm. Thì bên đó là tiệm cũng giá cao lắm mà không bao giờ giảm giá cho khách nha, chỉ cho thêm free design đồ này kia. Thì nhiều khi khách mà khách sang á, họ không có cần mình giảm giá đâu, mà mình làm mấy cái design free cho họ, nhiều khi họ thích đó chị. Rồi xong rồi đó. Vậy là xong cái bàn tay của em rồi đó. Chỗ này thêm một cánh nhỏ xíu nữa thôi. Đó, xong rồi. Mọi người thấy sao? Đây là cái bàn tay bên đây. Và cái cọ 3D mà ai mà chưa có làm á, xài cái đầu tròn này nè, nó dễ cho mình xài lắm.
Nhất là mấy cái cánh bông kiểu này thì nó dễ cho mình xài. Rồi bây giờ em sẽ gắn hột xoàn nha. Gắn hột xoàn thì phải có glue gel. Hột xoàn với mấy cái hột bi cho nó nổi bật. Rồi cái cây gắn hột xoàn của mình đâu rồi? Đây, cây gắn hột xoàn của mình đây, cái đầu nhọn bên đây nè. Giờ anh chị hỏi đầu nhọn là để làm gì? Đầu nhọn là để mình pick up cái glue nhé. Rồi mình làm cái ngón này trước đi. Cái chỗ nào á mà mình chỗ nào mình gắn hột xoàn thì mình hãy để glue gel nha mấy anh chị. Còn chỗ nào mình không gắn thì mình không cần phải để glue gel đâu. Và cái bông này chắc em muốn làm cho nó mát về đi, nó khỏi bóng. Chỉ có bóng xung quanh mấy cái phần ấy thôi. Rồi cái hộp xoàn tùy lớn nhỏ thì mình để cái glue gel nó khác nhau nha. Mình cái lớn á thì mình để thêm tí xíu glue gel để cho nó đủ cái glue gel nó bám á. Còn cái nhỏ thì mình không cần. Không cần phải quá dày, chứ phải không cần glue gel. Rồi, ở đây thêm một cái cuối cùng nữa. Rồi, lên đây thì mình sẽ để cái cánh ở giữa. Đó, mình cứ chấm như này. Mỗi chỗ một tí xíu glue gel là được rồi. Rồi, em sẽ gắn cái hộp xoàn nhỏ, size nhỏ nhất của mình là size 5. Mình có thể để cái size 5 vô chính giữa đây. Và cái size 5 bên đây. Rồi cái đó mấy cái hộp nhí nhí. Mấy hộp nhí nhí mình để xung quanh. Mấy cái hộp nhỏ nhỏ đó mình có thể dùng cái đầu cái cây nhọn này nè, mình pick up glue gel lên nó nhanh hơn. Mọi người thấy pick up lên nó nhanh hơn không? Mình nhớ đè vào cho nó nằm trong glue gel, nó không có bị chóc nha. Đó, vậy là xong rồi nè. Cái bên đây. Mấy cái mẫu này là mấy cái mẫu chuyên về, nó giống như nó cần cái sự tỉ mỉ của mình đó. Dạ, cho nên mình làm mấy cái này là mình phải dành thời gian ra để mình làm. Mấy mẫu này thường thì mình làm cho mấy mùa vắng khách thôi, hoặc là mấy ngày đầu tuần á. Valentine thì mấy anh chị có thể lấy hàng khách mấy ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba để làm mấy kiểu này. Còn cuối tuần mà mình làm mấy kiểu này là coi như mệt lắm á. Cho nên đó là nhiều khi mình làm mấy mẫu design mà mình cũng canh theo ngày, mình chọn ngày mình lấy hẹn với khách. Chứ mình đừng có chọn mấy ngày đông khách mà mình làm mấy mẫu này, nó khó cho mình. Mà nhiều khi
chủ họ cũng không có thích là mình làm khách lâu quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi đèn nhé. À, rồi giờ qua tay bên đây mình lấy glue gel lên, cũng để vào trong mấy cái nhụy. Ai mà làm mấy cái mẫu design 3D đồ này kia, design nhiều là coi như bị ghiền design lắm. Em mà em nói nghỉ ở nhà mấy tuần mà nhớ nghe là tại vì mình làm design, chứ làm mà full set thường rồi sơn, full set sơn nước sơn thường hoặc là full set sơn treo xong rồi cho khách đi ngồi đắp bột chứ không có nhớ nghe nổi đâu. Mấy cái design là mấy cái mà làm cho mình làm mình thấy vui. Hai Lợi Nguyễn. Can you do one more time? Thank you. Nhớ là giữa các cánh lúc mà mình đắp á, mình chừa cho nó có hơi cái lỗ trống tí xíu để mình bỏ mấy cái nhụy lên nếu mà mình muốn làm nhụy nha. Còn không muốn làm nhụy thì thôi, không không cần thiết mình phải chừa lỗ trống đâu. Yeah, mấy cái hộp bi nhỏ nhỏ vậy chứ nhìn nó dễ thương. Mình trang trí mình để lên cái nhìn cái bông của mình nó dễ thương đã liền à. Hi John. Bữa nay live đột xuất buổi trưa em tưởng sẽ ít người coi chứ cũng có hồi nãy có 200 người coi vậy là vui rồi. Không sao, buổi trưa mấy anh chị có thể coi cái này lại. Chiều mình về mình coi lại. Không quan trọng bao nhiêu người coi, quan trọng là mấy anh chị có thời gian vào coi mà mình về mình tập mình làm được trên khách là được rồi. Chứ đông người coi mà mình về mình làm không được thì nó cũng như không đúng không? Rồi. Rồi đó, vậy là xong rồi đó. Rồi, cho khách hơ đèn nhé. Rồi, hơ đèn thì mấy ngón tay khác thì mình sẽ gắn hột xoàn cho khách. Cô khách này cô rất là thích hột xoàn. Cho nên mấy ngón tay khác thì em sẽ gắn hột xoàn. 3 size 5, 8, 16 and hột xoàn màu. Hột xoàn cái màu giống như là cái màu nước vậy đó. Cái màu này đây, cái màu này đây. Nhìn nó là lạ. Nó không có trắng mà nó cũng không có nó hơi đục đục giống như màu nước. Em đang đợi coi có ai làm bộ móng màu vàng không.
Em đang muốn làm bộ móng hoa mai vàng cho Tết. Có ai ở thêm Florida muốn làm móng cho Tết thì liên hệ Ngân nha. Ngân làm một bộ móng Tết đeo. Rồi mình để cái glue gel lên mấy cái chỗ mà mình sẽ gắn hột xoàn á. Dạ, để glue treo lên, mình gắn lên kiểu này là nó sẽ không có bị chóc đâu. Đảm bảo luôn á, đảm bảo là không chóc. Cô khách này là hồi xưa không có thích đeo hột xoàn. Tại vì hồi xưa cổ đeo hột xoàn nó bị chóc hoài á. Mình gắn gắn cái glue gel này cho cổ không chóc, cho nên bây giờ cổ thích lắm. Cái này nó không có bị chạy cho nên mình cứ gắn thoải mái, nó nằm yên chỗ rồi. Gắn chỗ nào nó nằm yên chỗ đó, nó không có chạy tới chạy lui. Mình sẽ lấy size lớn và nhỏ xuống từ từ, rồi còn kèm vào mấy hạt bi nữa. Rồi quay cái này lại, lấy mấy hạt bi, chia mấy hạt bi vào trong đây. Chia mấy cái góc á thì nhìn coi nó, thì nhìn nó dễ thương hơn. Mấy cái hạt bi này nè, mình để mình đẩy nó cho nó dính vào trong glue gel, nó dính chắc lắm nha mấy anh chị, nó không có rớt ra. Món này cũng vậy. Mình xen kẽ với nhau để mà mình gắn. Rồi tới hai cái hộp ở ngoài. Rồi tới hộp nhỏ. Này là em gắn cho hai ngón nó cái kiểu design nó tương đối giống nhau luôn á. Tương xứng. Rồi tới hạt bi. Hạt bi xen kẽ nha. Để hạt bi xen kẽ vô nhé.
xong cái mẫu design của mình nè, hai ngón nè. Rồi bây giờ mình tới đi cái hộp lớn nhất ở đây, qua hai bên. Rồi ta đi hai hạt nước. Rồi đi tới đây thì em sẽ đi xen kẽ nhé. Một hạt nước, rồi một hạt AB, một hạt lớn. Hi anh John Nguyễn. Anh John Nguyễn, anh message ở trong Nail Shop với anh thì sẽ có nhân viên họ take care cái đó cho anh nha anh John. Tại khi mà tụi em ship hàng ra thì nó có báo vào trong phone của anh John đó, hay là nó báo vào trong email. Bây giờ anh liên hệ trong đó thì có nhân viên họ lo cái đó chìm mà cho anh nha anh John. Rồi bây giờ ở giữa chỗ này đó, lý do tại sao mình có nhiều size nè. Size nhỏ mình để vô đây. Rồi bắt đầu lấy mấy hạt bi đi xung quanh hai bên. Mỗi bên vài hạt. Rồi mình chỉnh cho nó thẳng trước khi mình hơ đèn nhé. Hơ đèn xong rồi mình chỉnh không được nữa. Cái này nó không có chảy nhưng mà mình phải chỉnh cho nó thẳng. Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho hơ đèn coi trước, make sure là everything okay trước khi cho hơ đèn. Cô khách này, cô ngồi ở đây cô cứ oh my god hoài. Mấy người mà mê hột xoàn mà thấy mình gắn hột xoàn á là coi như họ thích lắm, mà gắn cái này là lấy tiền dễ lắm. Rồi ở bên đây em cũng làm hai ngón đó, cái design nó giống vậy. Cái này là mình làm cái design nó tương đồng với nhau á. Rồi kéo cho nó xuống một tí. Chỉ có ngón cái thì em sẽ gắn khác thôi, còn mấy ngón này thì em sẽ gắn cho nó giống nhau luôn. Bộ này là tí xíu em lấy ra cỡ 150 á. Vừa vẽ 3D vừa gắn hột xoàn kiểu này là 150. Ai nói là làm khách da màu không có tiền đâu, họ mà chịu xài là họ xài móng, họ xài dữ lắm. Họ chuyên xài cho design với mấy người khách mà làm design là coi như bộ móng của mình. Nhiều khi mình làm mà mình có uy tín với họ rồi mình không cần dụ, muốn làm gì làm ra, họ tính tiền nhiêu cũng được hết á. Mà phải coi là khách nào nha, nếu mà khách quen mình làm họ mà quen rồi á mới tính nhiêu cũng được, chứ không, không quen tính nhiêu cũng được là chửi chết á. Này thì em tới phần nửa đây thôi. Bling nail for Valentine. Chị còn thấy rõ không? Nó nằm hơi xéo cái góc. Rồi, để vào đây. Đây thêm một hộp nữa. Để bắt đầu mình di chuyển xuống từ từ nhé. Tới đây tới hai hộp nhỏ được rồi.
nè. Thường em làm á, làm cho mấy cái móng mà kiểu mà hai bên nó tương đối, nó tương đồng nhau á, là phải đếm hột, gắn tới đâu là phải đếm tới đó, để cho chất ăn là nó giống nhau. Để thôi hồi bên dài bên ngắn thì đâu có được. Rồi một hộp ở giữa, rồi tới hai bên, bên chị thấy gắn hộp xoàn nhanh không? Có mấy cái cây gắn hộp xoàn này nó tiện lắm, cứ bóc bỏ lên, bóc bỏ lên, gắn ào ào luôn á. Rồi tới hộp nhỏ nè, một hộp, hai hộp nhỏ. Mấy anh chị coi quá trời mà không ai thấy, không người nào nói tiếng nào hết vậy. Im lặng quá vậy. Rồi bây giờ em sẽ lấy mấy cái hộp này em để lên nha. Ủa Ngọc Duy là sao anh? Này mình chen 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 vào trong đây. Rồi tới ngón này. Ngón này là cái ngón mà khách họ sẽ nhìn nhiều lắm. Cô này cô làm việc văn phòng, ngồi đánh máy, cho nên sẽ đeo cái móng này, cô sẽ nhìn cái móng này nhiều nhất. Cho nên mình phải gắn cái móng này cho thiệt là đẹp. Mình sẽ đi hộp nhỏ hai bên. Do you know the singer Cardi B? Mm-hmm. Yeah, her nail bling all the time. Oh, always, yeah. Yeah, it's pretty. Ồ, không thấy rồi hả? Dạ, khách thì mỗi người mỗi ý cho nên mình cũng không có nói được đâu. Nhiều khi mình thấy là mình thấy nhiều quá nhưng mà khách họ lại thích như vậy. Thì mình làm cái gì mà khách thích thôi. Mình đâu có làm cái gì mình thích được. Nên nhiều khi mình thấy xấu mà người ta thấy đẹp. Khi mình thấy đẹp mà người ta thấy xấu thì sao? Nên mình không nói được cái gì. Em thì em lại, bây giờ em lại ít bình phẩm là vậy. Khi ý người ta khác ý mình thích ăn phở, người ta thích ăn hủ tiếu. Mình cũng đâu có cãi người ta được. Mình đâu nói hủ tiếu ngon hơn, phở ngon hơn. Mỗi người một ý. Nhưng mà làm sao mình nice là được rồi, đừng có mean quá. Rồi. Làm
mà anh chị thấy mấy cái hộp bi nhỏ nhỏ chứ nó cũng tô điểm cho cái móng dữ lắm. Mình thấy nó dễ thương hơn nhiều đúng không? Nó đều chưa, hai bên đều chưa. A little bit more on this side. Still uneven. Rồi, mình sẽ cho hơi đèn nhé. Thank you bình bông, Hoàng Kim thấy rồi. Hai chị Thi Huỳnh. Rồi xong bộ móng của khách rồi, bây giờ em đi top coat nữa là xong. Em cho mấy anh chị coi cái móng mà Valentine của khách đang sao nhé. Thật sự cô khách này cô không có muốn vẽ mấy cái hình trái tim này kia nhiều cho Valentine, tại vì sau lễ là coi như mình không có đeo được rồi, mình đeo nhìn kỳ lắm. Cho nên cô muốn móng làm sao bình thường cũng đeo được và tới ngày lễ thì cũng được. Rồi bây giờ em sẽ xài top coat, đi top coat. Cái top coat em xài cái nó gọi là cái crystal top này, cái này rất là bóng. Cái này mình đi mình đừng có, em không thích cái cánh hoa nó bị bóng, cho nên em đi chen nhiều cánh hoa, cho cánh hoa không bóng nhưng mà những chỗ khác thì nó bóng. Đó, mọi người thấy cái glitter này đẹp không? Cái glitter này bình thường thấy nó mờ mờ, nếu mình để mờ thì nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Còn mình không muốn để mờ, mình sơn thấp coat lên nó ra đẹp lắm. Nó ra như là cái lớp xà cừ ở dưới vậy đó. Rồi hột xoàn là đặc biệt là không có cho top coat lên hột xoàn nha mấy anh chị. Top coat mình đi xung quanh, mình đi viền xung quanh thôi. Đó, xong rồi nè. Rồi, cho hơi đèn. Is that on? Mm-hmm. Okay. Mình đi viền xung quanh cái cánh hoa thôi. Cái này thì mình đi xung quanh hột xoàn thôi, không có chồng lên hột xoàn. Mình có thể chồng lên những cái hạt bi để cho hạt bi nó dính chắc hơn, nhưng mà mình không có chồng lên hột xoàn. Rồi mình sẽ cho hơi đèn. Đó, xong rồi, vậy là xong cái bộ tay của mình rồi. Chi tiết mà anh chị tập từ từ mình quen thì mình sẽ làm mấy cái kiểu chi tiết này nhanh lắm. It's okay, it's dry. Not gonna mess up. So pretty.
mình để cuticle oil cho khách nhé. Nếu là để xung quanh thôi, đừng có chà lên cái móng của mình. Thank you Thúy An. Karen. Thank you Karen. Everybody different. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái bộ móng hoàn chỉnh nó ra như thế nào nhé. Can you ask her to bring the white? No. No, no. Thank you. The white version. This? Yeah. Here you go. Rồi, em sẽ cho mọi người coi bộ móng hoàn chỉnh của cô khách này ra sao nhé. Thank you. Rồi, có cái miếng lông trắng lên nhìn cho bộ móng nó nổi nha. Rồi đây là cái mình sẽ để cho hai cái tay này kế bên trước để cho mọi người thấy nè. Mọi người có thấy nó ra hình trái tim chưa? Để em tháo điện thoại xuống. Đây là hình trái tim này. Valentine. Cái bông hình trái tim. Rồi nguyên cái bàn tay hoàn chỉnh của khách. And the other hand too. Đây là nguyên bộ móng hoàn chỉnh của khách đây. Anh chị nào thích giờ thấy cái này đẹp thì anh chị bấm số 1 nhé. Không thì bấm hình mặt cười cho em biết là mấy anh chị thích cái này. Cái màu này rất là dễ thương, nhìn nó hồng mà nó nhẹ nhàng lắm. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Thank you chị Liên Vũ. Và hẹn gặp lại mấy anh chị có thể là ngày mai hay ngày mốt. Nếu mà có khách làm thì em sẽ làm live tiếp để chia sẻ cái mẫu khác. Và chào tạm biệt.